cô gái bị bạc liêu nha, nhưng mà hát khúc rồi tại không có thuộc mấy, không có nhớ mấy. Bây giờ mình là em mình tháo khẩu trang ra hát có nội lực hơn á. Ừ, tháo khẩu trang ra. Đó, trời ơi. Bây giờ nội lực nó mới giữ nè. Nghe em hát về Bạc Liêu mà lòng tôi thấy thương em nhiều. Nhà cô hai ở miền Gia Lai, người con gái có món đường thiệt hay. Dẫu xa vẫn tôi vẫn đi tìm về để nghe tiếng đờn kìm. Cô ba có nhà cha khá, đời gần cao nước da mặn mà. Bàn tay chai bới cao muối đua, người nhà nóng sống bên mừng ruộng lúa. Nắng mưa, mưa nắng hai mùa, nhọc nhằn vẫn cười đùa. Ôi, quá hay dạ luôn. Vỗ tay anh Phương. Đúng không? Vỗ tay, vỗ tay. Quá tuyệt vời. Cô ba gì đó. Em rồi cô à, mẹ 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 tiếp nè. Mẹ tiếp nè. Nghe kỹ quá. Mẹ tiếp, mẹ tiếp. Để cô nhị lấy giọng kỹ. Bây giờ hôm nay cô lên cô lời nói đầu tiên là trong Nguyễn Nhi xin chào tất cả, trước tiên là chào cả nhà mình đi. Bà con cô bác gần xa trong và ngoài nước, và chào các anh em YouTube. Hôm nay là lên đây là được gặp các anh em YouTube ở đây là rất là vui mừng, vì biết là anh em YouTube còn gắn bó với cậu là rất là vui. Và cô cũng mong là một ngày, một nói chung là từ từ đây sắp tới thì YouTube anh em mình cứ mãi đoàn kết với nhau, thương yêu với nhau. Và cũng mong là cậu luôn hộ cho anh em YouTube mình luôn luôn khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc, để mà có sức khỏe mỗi ngày mỗi quay cho khán giả đều xem. Thế như cô thì cô nghe ha, ok không? Dạ. Rồi bây giờ chị muốn hát cái bài gì chị? Bây giờ thì xin tặng cho cô bác gần xa 8 câu năm mai đi. Dạ. Nói chung là tại vì cũng cô cũng bị cái cổ nó giống như cũng mới cắt trong cái cổ đó, amidan đó. Dạ. Thành thử không sao rồi chị. Lạnh nó, trời lạnh thì hôm nay nó cũng tiếng nó cũng không có được trong, đúng không? Thì bây giờ mình nói chung vui là chính đi. Dạ. Ha. Về cô ca tắm câu năm ai nha. Anh chị xót thương như tâm thân bé nhỏ, phải hứng chịu đau thương. Làm nắng chiều đôi mảnh vai gầy, buồn cho những tài hoa sai văn nghệ nhưng chẳng gặp thời. Yêu nhau rồi bụi ngọt ta rất chia, anh chẳng biết sao chia sớt cùng em. Vì tình yêu ban đầu chưa đậm màu yêu thương, anh tạo thêm chi tình hờ duyên tạm. Anh thấy lòng đã thành thật yêu em, chứ không phải tại em giống nàng. Dáng hình không quyết định tình yêu, em chẳng muốn ghen với người khuất mặt. Sao bóng ngược nghe như ngăn nắng đề. Vào những đêm anh không đến em buồn, vì biết rằng em đã yêu anh. Rồi hết. Cô căng tiếng mà. Giờ cô lên câu 1 nha. Lỡ tặng câu 1 nhưng mà căng tiếng đừng có cười cô nha. Bữa nay đúng là cô căng tiếng quá. Anh Linh ơi, giờ em tặng cho anh câu 1 hàng mật tử nha anh Linh. Nhưng mà lâu quá cũng không hát, không biết có quên không. Ai mua trăng mà người đem trăng đi bán,
người định bán bao nhiêu một ánh trăng vàng. Người ở trần gian ai tầng chốn cung hằng, tôi muốn hỏi người điên ngay tình, bà cứ bảo rằng mua bán một dần trăng. Đã mấy đêm rồi nàng ngồi đêm sao băng, nghe sương khuya nhỏ giọt vào hồn. Thôi căng tiếng quá, cũng không nổi nè. Xin lỗi căng, căng tiếng quá. Tôi muốn hỏi người mua đứt một dần trăng, nhưng chỉ ngại ngùng trần gian u tối. Thôi được rồi ha. Thì bữa nay mấy anh em nói chung là nhiệt tình, có yêu cầu quá cô hát cho nó vui để tặng anh em, chứ thật bữa nay không dám hát, nay căng tiếng quá. Khán giả đừng có cười em nha. Rồi rồi rồi, cảm ơn Duy Minh nha. Rồi bây giờ cô tạm biệt nha, hy vọng rằng lần sau lên anh em YouTube vẫn khỏe ha. Rồi rồi, cô cảm ơn nha. Con cảm ơn cô nha. Rồi cảm ơn em luôn. Đến đây để cô chú anh chị ơi, thì cô mới vừa hát tặng cho mọi người những câu vọng cổ, tuy rằng cô bị khăn cổ nhưng mà tấm lòng rất là quý luôn cô chú anh chị, như là tấm lòng bao la bao la luôn. Không có cái dĩa, mình có cái dĩa mình mua dĩa nữa thì rất là đẹp nè, đứng nắng nó hơi xíu rồi. Nhưng mà đời có chuyện đẹp cái chị. Đây là có bốn cái bàn. Rồi. Đường cho cô qua luôn. Chào em nha. Chào cô. Tạm biệt cô nha. Tạm biệt nha. Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Thì để bốn cái cho em chụp luôn. Rồi. Happy 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 day. Happy day chứ không có chữ birthday. Mà chúc một ngày nhiều sức khỏe. Đó. Chị hết lòng luôn kìa. Nhưng mà thì cái phép. Là sẵn tay để luôn. Em muốn chiều nào cũng nó đắp nhanh cho anh. Ôi, nhìn cái bánh kem mà cả nhà. Lấy cái làm giữ lấy cái lấy muỗng ra, muỗng nhìn đẹp quá ha. Lấy muỗng ra để bỏ lại vô 2 4 6 7 cái bánh kem. Bánh kem này nãy mình mấy hộp ở khu 3 hộp. Rồi, cô tạm biệt các chị gấp nha. Dạ, dạ, chào cô. Tạm biệt cô. Đoàn kết nha. Dạ, dạ, dạ. Ừ, vậy mà nãy em tiền. Nó có đếm. Cái đèn đẹp dữ vậy. Để xem vô. Xin chào cô. Đúng chưa? Trời ơi, cái liền cày vậy thôi. Cắt xung quanh cái bàn này. Đó. Không, nhiều lắm, chắc hết lên luôn. Ủa, nhiều lắm hả chị? Ba mươi. Rồi cái đó là 21 ngọn đèn cầy và cộng 7 cái bánh kem của chú anh chị. Để cô khán giả gửi đến mộ của năm buổi chiều hôm nay. Phải nói là món quà rất là quý luôn. Cảm ơn chị ha. Cảm ơn chị đã gửi. Có lẽ là bây giờ em xin phép chào tạm biệt cô chú anh chị và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo ha. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh, một lượt chia sẻ nha cả nhà. Xin chào tạm biệt, bye bye cả nhà. Mấy cái màu vô anh cái gì hả? Cái bánh này bên tiệm mấy cũng nhóc đẹp luôn ha, đủ luôn. Đúng không? Giờ mình chắc 3 bàn bánh hay 2 bàn bánh. Cái bông qua bên trong đỏ kìa. Cái bàn này hả? Hai cái bông đỏ qua.